Xin chào tất cả các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ làm clip so sánh hai bộ kem Hoàng Công Hồng và bộ kem Hoàng Công Cam cho các bạn thấy để các bạn có sự lựa chọn cho phù hợp với làn da của mình nhé. Không phải là bạn của các bạn xài hồng thì các bạn cũng xài hồng đâu, mà có thể các bạn là sẽ xài cam thì sẽ hợp hơn nhé. Đây là bộ màu hồng. Đây là về hình thức bên ngoài, bộ màu hồng bên ngoài nó có màu hơi tím tím các bạn nhé. Bên trong cũng đủ 5 sản phẩm. Đủ 5 sản phẩm và tặng kèm một cái test thử. Còn đây là bộ màu cam. Cái test thử đâu rồi? Đây tặng kèm một cái test thử. Còn đây là bộ màu cam. Bộ màu cam bên ngoài sẽ có hình cô gái này. Đó các bạn nhìn này. Bên trong cũng có đủ 5 sản phẩm. Có tờ giấy hướng dẫn và có tặng kèm test thử. Nhưng cái test thử của bộ màu cam là chỉ có 2 thôi, kem ngày kem đêm thôi, chứ không như bộ màu hồng là có 3 đâu nhé. Vậy thì các bạn nên chọn bộ nào cho phù hợp với làn da của mình? Bộ màu hồng và bộ màu cam đều có tác dụng trị nám, tàn nhang, dưỡng trắng da như nhau. Nhưng mà bộ màu hồng sẽ phù hợp cho những bạn có làn da khô và bộ màu cam sẽ phù hợp cho những bạn có làn da dầu nhé. Nên những bạn có làn da dầu thì không nên xài bộ màu hồng đâu, bởi vì bộ màu hồng là cái kem chống nắng của nó là có cái thành phần tinh dầu. Nó dễ làm cho da của các bạn dầu nhờn hơn. Tuy nhiên nếu mà các bạn lỡ mua bộ màu hồng rồi mà các bạn da dầu thì các bạn vẫn có thể xài được. Nhưng các bạn chú ý là cái cách xài kem chống nắng thôi. Các bạn chú ý cách xài kem chống nắng là các bạn chỉ thoa một lớp mỏng vừa đủ thôi, không thoa lớp dày. Và cuối ngày nhất thiết là các bạn phải tẩy trang. Và trước khi thoa kem chống nắng là các bạn phải rửa thật sạch mặt đã. Thì bộ màu hồng và bộ màu cam đều có tác dụng như nhau. Nhưng mà bộ màu hồng sẽ dành cho da khô và bộ màu cam sẽ dành cho da nhờn. Bây giờ mình sẽ so sánh cái loại serum. Đây là serum của bộ màu hồng. Serum của bộ màu hồng này có thành phần là tinh dầu hoa hồng Bulgari và các cái thảo dược khác nhé. Còn bộ màu cam thì sẽ gồm có tinh hoa bách thảo, chất của rễ cây dâu tằm. Đó, hai bộ sẽ khác nhau các bạn nhé. Cái bộ màu hồng này đấy nó cũng đặc sánh này. Cái loại này là cái loại mình đang dùng thử đấy các bạn. Mình đang dùng dở chứ mình dùng thử. Mình dùng được một nửa rồi này, nghiêng quăng lại nó không có chảy đâu, rất là đặc sánh. Đây này, còn đây là cái serum của bộ màu cam. Serum của bộ màu cam. Mình sẽ test thử cho các bạn thấy này. Đó, đó là serum của bộ màu cam này. Rất là thơm. Thơm mùi rất là dễ chịu. Hai bộ đều đặc. Đó, cái bộ màu hồng này mình đang xài xịt cái nó ra ngay. Thoa cái serum này lên da nó rất là nhanh thẩm thấu các bạn nhé. Các bạn chấm lên trán, mũi, má, cằm cái lát là tán đều lên mặt nó thẩm thấu ngay. Rất là dễ. Nói chung là về cái chất serum thì hai 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 cái màu của nó na ná như nhau, nó không không có khác mấy các bạn nhé. Không có khác mấy. Nhưng mà thành phần của nó thì khác đấy các bạn nhé. Còn về sữa rửa mặt này. Sữa rửa mặt đây. Sữa rửa mặt của bộ kem Hoàng Cung Hồng nó có thành phần rất là đặc biệt, đó là bột trân châu. Còn bộ kem Hoàng Cung Cam thì nó sẽ có cam thảo này, sinh tố nước ổi, vitamin E. Hai bộ rất là khác nhau. Nó có thành phần, có một số thành phần giống nhau nhưng mà cũng có nhiều thành phần khác nhau nhé. Đây này, đây là sữa rửa mặt của bộ hồng. Nó có màu trắng, trắng 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 trong, trắng không phải trắng đục như trắng sữa đâu, mà trắng trắng trong á. Đây. Cái sữa rửa mặt của cái bộ màu cam này thì nó trắng đục hơn một tí. Nó trắng đục mà nó óng ánh như như như, như ngả ngả vàng một chút á. Còn về bộ kem ngày này. Kem ngày của hai bộ này có màu cũng na ná nhau. Kem ngày của bộ màu cam thì là gồm có nhân sâm, bạch tuật, phục linh, ngọc trúc, mai đông, huệ nhân, cam cúc,
tây xuyên bôi, đương quy, ngọc trai rất là nhiều nha. Cam thảo nó rất là nhiều các cái thành phần quý, các thành phần thảo dược quý. Đây là kem ngày của bộ màu cam này. Kem ngày của bộ màu cam thì nó có màu trắng hơn, nó có màu trắng hơn kem ngày của bộ màu hồng nhé. Kem ngày của bộ màu hồng thì nó trắng nhưng mà nó hơi ngà ngà ngà, nó hơi 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 dạng như là hơi trắng đục một tí. Nó cũng trắng như sữa chua đấy nhưng mà nó hơi trắng đục một tí. Còn cái kem ngày của bộ màu cam thì nó trắng tinh. Đó là về kem ngày. Còn kem đêm thì đặc biệt là khác nhau luôn, khác nhau hoàn toàn. Kem đêm của bộ màu hồng đây các bạn này. Kem đêm của bộ màu hồng là có màu vàng nhạt, màu vàng mỡ gà. Chất kem sánh mịn nhé, sánh mịn đặc nhé. Và rất là thơm, thơm hắc hắc mùi thảo dược. Kem đêm của bộ màu hồng này là nó có thành phần là nhân sâm, đương quy, trân châu, hùng quả cam, tàng hồng hoa, phụ tử, cam thảo, nó rất là nhiều thành phần thảo dược quý khác. Còn cái kem đêm của bộ màu màu cam này, kem đêm của bộ màu cam thì nó có màu vàng, có một màu vàng rất là đặc biệt, bởi vì cái thành phần của kem đêm của bộ màu cam là có cúc vạn thọ, bột ngọc trai, xuyên khung, vitamin E, tinh dầu cây lô hội. Cái màu này như màu hoa cúc vạn thọ đấy các bạn, rất là khác nhau nhé. Bây giờ mình sẽ so sánh kem chống nắng nha các bạn. Kem chống nắng của bộ màu hồng thì nó ở dạng nén, nó màu vàng vàng nhạt, vàng đậm hơn cái kem đêm một tí thôi. Nó ở dạng nén này, nó có tinh dầu, vì vậy nó phù hợp với những bạn mà có làn da 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 khô đấy. Còn kem chống nắng của bộ màu cam thì nó lại ở dạng lỏng, nó lại ở dạng lỏng các bạn nhé, nó không phải ở dạng kia. Mình sẽ thử cho các bạn thấy này. Đó, kem chống nắng của bộ màu cam là nó ở dạng lỏng. Còn kem chống nắng của bộ bộ màu hồng này, nó ở dạng kem, nó ở dạng kem nén. Cả hai cái loại kem chống nắng này đều có tác dụng chống lại tia UVA, UVB cực kỳ tốt. Nên các bạn xài xài là các bạn phải xài nguyên bộ, các bạn không được bỏ qua bất kỳ cái thành phần nào. Nếu mà các bạn chỉ xài kem chống nắng thôi mà các bạn không có xài kem dưỡng, không có xài serum, không có xài kem dưỡng ban ngày mà các bạn chỉ xài kem chống nắng thôi, thì cái làn da của các bạn rất là dễ bị khô. Nó cái kem chống nắng nó tác động trực tiếp lên da của các bạn, nó sẽ rất bị khô và xỉn màu nhé. Còn nếu các bạn chỉ xài xài kem dưỡng thôi mà không xài kem chống nắng thì làn da của các bạn sẽ không được bảo vệ. Nó cũng sẽ khiến cho làn da của các bạn bị sạm màu, và hơn nữa là có một số bạn sẽ bị mỏng da và ứng đỏ, bởi vì cái tia cực tím ấy, tia UVA, UVB của ánh nắng mặt trời nó sẽ tác động vào làn da của các bạn, trong khi đó là làn da của các bạn là đang đang chăm sóc, đang dưỡng mà các bạn lại không có bảo vệ bằng kem chống nắng, thì da của các bạn nó sẽ rất là bị dễ bị nổi mẩn đỏ, ứng đỏ, bởi vì nó sẽ nhạy cảm đấy. Nên là các bạn phải xài đúng theo trình tự, đúng đúng đủ tất cả các cái thành phần chứ không được bỏ thành phần nào nhé. Cách sử dụng thì sao? Cách sử dụng thì buổi sáng là các bạn sẽ rửa mặt, sau đó là các bạn sẽ để cho da mặt khô hoàn toàn, sau đó là các bạn sẽ thoa serum, chỉ cần chấm một giọt thôi, thoa đều lên khắp mặt và để cho thẩm thấu cho khô đã. Sau đó là các bạn sẽ thoa kem ngày. Thoa kem ngày các bạn cũng chấm đều lên mặt để cho thẩm thấu cho khô đã, phải khô đã chứ không các bạn vừa mới thoa ướt xong các bạn đã thoa kem chống nắng ngay là cái tác dụng của kem chống nắng nó sẽ không được 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 tốt, và cái tác dụng của kem dưỡng nó cũng không tốt luôn, bởi vì hai cái kem này nó hòa trộn với nhau rồi nó sẽ làm mất tác dụng đấy, nó không được tác dụng tối đa như như cái bản chất của nó. Nên các bạn phải để đợi cho cái kem ngày này nó thẩm thấu vào da, nó khô hẳn hoàn toàn đã rồi các bạn mới xài kem chống nắng nhé. Các bạn lưu ý. Còn buổi tối về thì các bạn là xài sữa rửa mặt, sau đó là các bạn lại thoa serum, các bạn lại thoa serum như bình thường, cũng để thẩm thấu, sau đó là các bạn thoa kem đêm rồi các bạn đi ngủ. Một điểm đặc biệt lưu ý, điểm lưu ý cho các bạn là cái buổi tối về thì các bạn nên tẩy trang cái lớp kem chống nắng mà ban ngày các bạn xài đi đã nhé. Các bạn tẩy trang sạch sẽ đi đã rồi các bạn mới rửa mặt.
rồi mới xài serum, rồi mới xài kem đêm. Chứ nếu mà các bạn không tẩy trang mà các bạn rửa mặt ngay thì cái lớp kem chống nắng đây này, nó cũng là kem trang điểm, nó sẽ không thể nào mà sạch được hết khi mà các bạn không tẩy trang. Nếu các bạn để như vậy mà các bạn cho nước vào, các bạn rửa với sữa rửa mặt thì cái lớp kem trang điểm, kem chống nắng đó nó vẫn bết ở trên da, và đó chính là nguyên nhân mà khiến cái làn da của các bạn nó sẽ bị lì, sẽ bị mụn ẩn ở dưới. Nên các bạn nên lưu ý, các bạn phải tẩy trang bằng bằng các cái loại nước tẩy trang hay là bằng dầu dừa, dầu ô liu. Để các bạn chấm đều lên, hâm nóng cái dầu đó lên, các bạn chấm lên trên mặt, và mặt nhớ là phải mặt các bạn phải khô, chứ các bạn mà để mặt ướt hay vẩy nước lên mặt rồi mới chấm dầu lên thì cái dầu đó nó cũng không hòa tan được cái lớp kem chống nắng này. Cái dầu theo nguyên tắc là dầu sẽ hòa tan dầu, thì cái lớp dầu đó các bạn thoa lên trên mặt thì nó sẽ hòa tan cái lớp dầu của cái kem chống nắng này, nó sẽ làm cho tan ra. Sau đó là các bạn chấm thêm, vẩy thêm một giọt nước nữa để cho nó tan hoàn toàn, là cái bước mà chúng ta nhũ hóa cái bước tẩy trang đấy, nó tan hoàn toàn, nó lỏng ra đấy, nó rời khỏi da mặt của chúng ta, nó không có dính ở da chúng ta nữa. Là sau đó là các bạn mới lấy bông tẩy trang, các bạn lau sạch đi, các bạn lau sạch đi rồi các bạn mới rửa mặt nhé. Nếu các bạn làm như vậy thì đảm bảo da của các bạn vẫn được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời mà không có bị bết dính. Hơn nữa là các bạn mỗi tuần là các bạn xông mặt một lần nhé, mỗi tuần các bạn xông mặt một lần bằng các cái loại lá thơm hay thảo dược gì đấy, nó sẽ khiến cho làn da của các bạn là thông thoáng, không bị bí bách, bít tắc, và kích thích cái sợi collagen ở dưới da của chúng ta nó hoạt động tốt, nó khiến cho làn da của chúng ta căng bóng mịn màng. Các bạn chú ý cái điểm này cho mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn có nhu cầu đặt mua hàng thì xin liên hệ với mình qua số Zalo 0359 447 339 nhé. Mình cam kết với các bạn và bên mình phân phối hàng chính hãng, hàng chuẩn loại 1, không có hàng nhái, hàng loại 2 các bạn nhé.